Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm. Quý vị thân mến, hôm nay hân hạnh gửi tới tất cả cho quý vị một câu chuyện mới của tác giả Vương Quyền, nói tới chủ đề về con tò he. Có lẽ nhắc tới tò he thì chúng ta không lạ lẫm gì nữa rồi đúng không ạ? Nhưng câu chuyện ngày hôm nay, tác giả Vương Quyền đưa hình ảnh từ một con tò he vô cùng đáng thương là kỷ niệm tuổi thơ với rất nhiều người, trở thành một điều vô cùng đáng sợ. Và sự đáng sợ qua câu chuyện của tác giả Vương Quyền sẽ như thế nào? Còn tò he qua ngòi bút của Vương Quyền sẽ biến hóa ra sao? Thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Sáu giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm 1999. Một người đàn bà già nua ngồi ở trước cổng trường tiểu học, tay đang cặm cụi nặn những cục bột đủ màu sắc nhìn rất điệu nghệ. Bà ta tên là Chi, tuổi ngoài 50. Gia đình bà di cư từ ngoài Bắc vào Nam để làm ăn sinh sống, đến nay cũng ngót hơn 9 năm rồi. Vừa nặn, bà vừa phóng tầm mắt hướng bên kia đường thì thấy lác đác vài đứa học sinh tiểu học được cha mẹ đưa đến trường. Có đứa thì đi bộ một mình với vẻ mặt hớn hở, như thể tụi nó được cha mẹ hứa mua cho đồ chơi vậy. Bà thấy vậy thì mỉm cười tiếp tục nặn thêm vài con tò he mới khác, sau đó mới cắm chúng lên một tấm mút. Nhìn từ phía xa trông bắt mắt lắm, với nhiều màu sắc rạng rỡ. Một lúc sau, những đứa học sinh đến trường mỗi lúc một đông hơn, vì ngôi trường này khá có tiếng trong thành phố mà. Đa phần đều là con em gia đình khá giả trở lên. Với lại bà buôn bán ở ngay trường này cũng được vài năm rồi, nên biết được bọn trẻ thích mua hàng lắm. Bà Chi vẫn ngồi đó nhớ lại những ngày tháng khổ cực của gia đình khi vào Nam lập nghiệp. Cuộc đời này vốn dĩ ngắn ngủi, em trai theo bà vào đây làm ăn không bao lâu thì bị tai nạn ở công trường xây dựng, chết ngay tại chỗ. Chỉ còn bà và ông đang tiếp tục bươn chải, lo cơm áo gạo tiền, nhưng cũng chẳng thấy khá hơn. Nếu lo tiền ăn uống, tiền trọ thôi thì cũng đỡ đi. Còn đằng này, lão Đăng lại nghiện thuốc lào, rượu chè. Tiền giữ được bao nhiêu, lão ta đều bắt vợ đưa hết cho lão nắm giữ. Vậy nên, những lúc trái gió trở trời, bà Chi bị tê nhức tay chân mà không có một đồng mua thuốc uống hoặc chữa trị. Bà phải cắn răng chịu đựng để cơn đau qua đi, rồi lại tiếp tục tháng ngày mưu sinh cực nhọc. Bà ơi! Bà ơi! Có tiếng đứa bé bất ngờ gọi bà. Quay đầu sang thì ở ngay trước mặt có ba bốn đứa học sinh vây quanh lấy sạp hàng. Ánh mắt cả đám thích thú nhìn những con tò he rực rỡ sắc màu. Có đứa còn đưa mũi lại gần hít hít mấy cái. Bà ơi! Con này bao nhiêu vậy ạ? Con rồng này 4.000 nha con. Bà mới nặn xong luôn đó. Cứng lắm, không có rớt được đâu. Dạ, vậy bà lấy cho con rồng này đi. Vừa nói, nó vừa đứng lên thò tay vào túi quần, lấy ra một tờ 10.000 màu đỏ còn mới cóng. Đám còn lại thấy vậy thì cũng nhoi nhoi chọn cho mình một con, rồi thích thú đưa lên thổi một hơi phát ra tiếng tò te, nghe bắt tai lắm. Rồi cả đám cười đùa khoác cái cặp chạy nhanh vào trường. Một lúc sau cũng có vài đứa học sinh chạy tới sạp hàng của bà ngắm nghía. Có đứa thấy lạ nên cũng mua chơi thử cho biết. Có đứa chỉ nhìn lướt qua rồi quay đầu chạy vào trường. Cho đến khi tiếng trống trường vang lên thì không khí náo nhiệt xung quanh cũng dần dần thu hẹp lại, trả lại sự vắng lặng cho những nhà xung quanh. Một số người buôn gánh bán bưng thì vội vã thu dọn hàng của mình để vào khu chợ gần đó tiếp tục buôn bán. Bà cũng không ngoại lệ. Đến quá trưa thì bà quay về nhà trọ của mình, nằm trong một con hẻm lao động, không gian ẩm thấp và tăm tối. Hai vợ chồng bà sống trong căn nhà 15 mét vuông thật chật chội và nóng bức. Mới vừa bước vào nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì bà đã thấy lão đang ngồi thủ lù ngay bàn nhâm nhi con khô và một chai rượu đế. Bà chán chường định lên căn gác ngủ một giấc cho đỡ mệt thì khi này tiếng lão chợt cất lên cái giọng nhẹ nhẹ nhắc nhở. Ê, đứng lại, tiền bán hàng hôm nay đâu, đưa tao một ít đi mua rượu coi. Nghe tiếng lão gọi, theo quán tính, bà thò vào một túi áo khác lấy một ít tiền đưa cho lão, rồi nhíu mày nói. Nè,
Hôm nay tôi bán không có được nhiều, ông cầm mua đỡ đi. Mà tôi nói nè, ông nhậu ít ít thôi, ông đang có bệnh trong người, lỡ có gì thì khổ lắm ông biết chưa? Bệnh gì? Ý mày muốn nói tao là yếu ớt hả? Bà nghe vậy thì không nói gì thêm, mệt mỏi lấy khăn ra, định rửa mặt rồi lủi thủi lên gác nằm nghỉ để lấy sức. Tối còn bày quán cà phê ở ngoài đầu hẻm. Đến chiều như thường lệ, vợ chồng bà kéo xe đẩy bộ bàn ghế đi ra trước con hẻm bày ra bán nước. Nhưng phải nói tuy có biết bao nhiêu quán cà phê bán khắp các ngã đường, nhưng cà phê chính tay bà pha, công nhận thơm và ngon thật. Uống vào là thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra, cho nên quán cà phê lề đường của bà được nhiều người trong xóm và khách vãng lai ủng hộ nhiều lắm. Đến gần 10 giờ thì ngoài đường, những người khách bộ hành và xe cộ đã thưa dần. Nhà cửa xung quanh đã đóng im lìm rồi, chỉ có lác đác 2-3 hộ dân bán tạp hóa còn mở chào khách mà thôi. Ở bên này vợ chồng bà đang dọn hàng thì bất ngờ bà Chi cảm thấy đau bụng, vội vàng nhờ lão dọn thay, còn bà thì chạy nhanh về nhà trọ để giải quyết. Lão đang thấy vậy thì nhăn mặt khó chịu lắm, nhưng rồi cũng gật đầu để cho bà chạy về. Dọn dẹp được một lúc, chất bàn ghế lên xe cả rồi. Trong khi chờ vợ quay ra phụ mình đẩy xe vào, thì lão lấy ghế kê sát bức tường gạch cũ kỹ cạnh một khu đất bỏ hoang từ bao giờ, rồi lấy ra một điếu thuốc châm lên hút. Rít được vài hơi, bỗng từ đâu những cơn gió lạnh liên tục thổi đến, khiến cho lão cảm thấy rùng mình, sống lưng lạnh toát, gai óc nổi cục cục. Dưới cái ánh đèn vàng lờ mờ bên kia đường hắt qua, lão đảo mắt nhìn xung quanh vì cảm nghĩ như có ai đó đang theo dõi mình. Thế nhưng cái mà lão ta chỉ thấy là những căn nhà tối thui không có ánh đèn, con đường thì vắng tanh không một tiếng động. Lão thấy vậy thì ung dung ngồi hút tiếp. Khi điếu thuốc gần tàn, bất giác lão để ý thấy từ trong con hẻm nhỏ tăm tối bên kia đường có một bóng người đội nón lá mờ ảo đi ra, dường như tiến đến chỗ của mình. Cảm thấy lạ, lão tự hỏi chắc cái người đó tưởng giờ mình còn bán cà phê nên đi ra mua uống mà thôi. Lão đang không nghi ngờ gì, cứ ngồi đó chờ đợi cái người kia đi qua rồi nói cũng không muộn. Ngay cái lúc lão hút xong điếu thuốc vứt xuống đất thì cái người làm mặt kia đã đứng trước mặt lão từ bao giờ rồi. Chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên cái người kia cất tiếng hỏi, giọng của một người thanh niên. Ông ơi, nãy giờ ngồi đây ông có thấy đồ của tôi rớt xuống đất không? Tôi tìm hoài mà không thấy. Lão sững sờ một lúc vì cái giọng nói trầm bổng của người đó. Tuy nhiên lão cũng tò mò nhìn kỹ cái người đó xem là ai, thì bất ngờ người đó cúi gằm mặt xuống đất rồi nói lại. Ông có thấy không vậy? Lần này lão mới đinh ninh rằng cái người này chắc là tên bụi đời đến để kiếm chuyện xin đều mình. Từ sững sờ, lão nhanh chóng thay đổi thái độ khó chịu, lập tức xua đuổi cái người đó đi. Thôi, đi chỗ khác giùm tao cái, ở đây tao không có thấy cái gì hết đó, biến lẹ. Cái người kia nghe vậy thì tỏ vẻ tức giận, nhưng không lộ mặt ra cho lão thấy, và rồi người đó đe dọa. Mày mà không tìm đồ cho tao, thì đừng mong ở yên chỗ này. Nghe lời nói đe dọa ấy, lão không lấy làm sợ hãi lắm mà ngược lại, lão càng tức giận hơn. Với bản tính bẩm sinh nóng như lửa đốt, tuy tuổi tác không còn thời trai trẻ nữa, nhưng lão vẫn cho là mình còn mạnh lắm. Phần vì khi xưa lão ta cũng từng đánh nhau không ít với cái tụi du côn ở ngoài Bắc, nguyên nhân cũng vì lời qua tiếng lại mà thôi. Nhưng phải nói bản tính hung hăng của lão cũng làm không ít người phải e ngại, nhún nhường vài bước. Phần vì lão không muốn là mình đã lớn tuổi, sức lực yếu ớt nên có đôi lúc lão cũng hay có chút xích mích với đám ông bạn nhậu của mình. Rượu vào thì lời ra, rượu tan rồi thì tình bạn lại thắt chặt. Khi này dựa theo lời đe dọa đó, lão đang liền hùng hổ đứng lên, tay chụp lấy cái ghế nhựa giơ lên cao, rồi gằn giọng đáp trả. Tiền sư cái thằng này, mày biết bố mày là ai không mà lên giọng hù tao hả? Cút đi cho tao. Mày mà còn vớp va vớ vẩn nữa, kẻo tao phăng cái ghế này lên đầu mày bây giờ đó. Cái người kia không chút sợ hãi trước thái độ hung hãn của lão. Chợt cái người đó bật cười lên quỷ dị, rồi đưa tay chỉ lên đầu mình thách thức. Nè, đầu tao đây nè,
chỗ này nhiều máu này, mày đập lên đi. Lão Đăng thấy vậy thì không một chút suy nghĩ, vội đưa một tay lên giật cái nón lá của người đó xuống, tay còn lại đưa ghế lên trực chờ chuẩn bị đập lên đầu người đó. Và rồi chỉ trong khoảnh khắc, lão ta đứng chết chân tại chỗ, mồm há ra cứng đờ không kêu lên được, hai mắt thì lạc thần khi nhìn thấy sau cái nón lá của người đó bị mình giật ra, nó không hề có cái đầu. Trước cái hình ảnh ấy, lão Đăng tay chân bùn rùn đứng không vững nữa, liền kinh hãi ngồi thụt xuống đất, đầu quay lại nhìn vào trong hẻm, miệng ấp úng. Bố tiền sử nó, gặp ma rồi. Bà ơi, có ma. Mặc cho lão ta sợ hãi như muốn ngất xỉu đi, vòng ma không đầu kia cười lên ghê rợn, lướt từ từ sát lại gần lão, rồi trầm giọng nói. Tao kêu mày kiếm cái đầu cho tao thôi mà, sao mày lại đuổi tao đi hả? Lão nghe đến đây thì hãi hùng ngất xỉu đi, không còn biết gì nữa. Sáng tỉnh lại, lão thấy mình đang nằm trong nhà, toàn thân ê ẩm khó chịu. Bà Chi thấy chồng tỉnh lại thì vui mừng dìu lão ngồi dậy, rồi lo lắng hỏi. Trời ơi, ông tỉnh lại rồi. Đêm qua ông bị sao vậy? Tự nhiên nằm lăn lóc ra giữa đường là sao? Tôi nói rồi mà, ông cứ uống rượu quải, chắc bị nó quật cho rồi chứ gì. Lão nghe vợ cằn nhằn thì không nói gì, lặng lặng nằm xuống giường kéo mền che kín từ đầu đến chân. Bà Chi ngồi cạnh chồng một lúc nữa, chờ cho lão ăn hết chén cháo thịt bằm, bà mới khiêng cái hộp gỗ đựng bột ra ngoài để đi ra chợ bán, mà trong lòng bỗng có chút gì đó thấp thỏm lo âu không thể hiểu được. Chưa quay về, bà bất ngờ khi thấy chồng vẫn còn đang nằm trên giường, trùm mền kín mít như lúc sáng. Có chút kỳ lạ, bà vội dắt xe vào nhà kê cái hộp gỗ đặt xuống đất, rồi bước lại giường ngồi cạnh lão, tay lay gọi. Kìa ông, ngủ gì mà ngủ như chết vậy? Dậy đi ông. Bất ngờ tay của lão co lên, vô tình làm cho bà ngã xuống đất, miệng lão cằn nhằn. Còn sớm mà, để cho tao ngủ, mày lo việc của mày đi. Bà Chi nén cơn đau từ từ đứng lên, đi lại ghế ngồi xuống. Thấy lão vẫn còn đang ngủ, bà lén lấy bịch tiền trong túi ra ngồi đếm. Là vì hôm nay không biết do may mắn hay như thế nào mà bà bán rất đắt. Số con tỏ hè bà làm tổng cộng hơn 20 con thì đã bán gần hết, chỉ còn lại 3 con mà thôi. Đang mừng thầm trong bụng vì hôm nay bà có dư ít tiền mua thuốc uống, tức thì ở ngoài cửa có tiếng mấy đứa nhóc sống trong khu trọ chung với bà, vừa cười vừa nói vọng vào. Bà ơi, con tò he của bà còn không ạ? Nghe giọng nói lao nhao của lũ trẻ, bà hơi giật mình vì cứ tưởng lão đang gọi mình, sợ lão thấy tiền nhiều thì sẽ kiếm chuyện bắt bà đưa hết. Khi nhận ra là mấy đứa nhóc trong khu trọ, bà mới thở phào, miệng cười hiền bước ra hỏi thăm tụi nó. Sau đó bà lấy cái hộp gỗ đem ra cho tụi nhóc xem. Ở bên trong bà ngỡ ngàng khi thấy không phải là 3 con nữa mà là 4. Nhưng cái đáng nói hơn là nó không có cái đầu, bởi trong số những con mà bà nặn có hình người, hình động vật các loại, và con tò he không đầu này có thân của một người tay cầm thanh kiếm đưa ra phía trước. Bà chợt cảm thấy có gì đó lạ lắm, vì từ trước tới nay bà có bao giờ nặn những hình người tay cầm thanh kiếm bao giờ? Chẳng lẽ bản thân bà đã nặn nó mà lại không biết hay sao? 4 đứa nhóc đứng ngoài cửa thấy bà cứ đứng chết chân tại chỗ. Chợt có một đứa cất tiếng hỏi, làm cho bà giật mình, ngẩng mặt lên nhìn tụi nó. Chốc chốc, bà lấy lại nụ cười hiền, bỏ con tò he không đầu vào lại cái hộp, rồi bước ra ngoài. Lúc này bà lấy ra 3 con còn lại đưa đến trước mặt của tụi nó. Chợt có một đứa mập nhất, cao nhất lên tiếng trước. Tay nó chụp lấy một con trên tay bà. Con tể thiên này là của tao. Bà đứa kia thấy vậy thì cũng không dám phản đối, chỉ liếc mắt nhìn nó như thù hận lắm. Một lúc sau hai đứa khác cũng chọn cho mình một con rồi đưa lên thổi. Tiếng tò te cất vang nghe thật vui tai. Thế nhưng đứa sau cùng tuy chỉ mới 7-8 tuổi thôi, nó cao không thua gì cái đứa mập kia, nhưng ngặt nỗi bản tính nhút nhát không dám tranh giành với ai.
Thấy nó đứng lặng im tại chỗ, ánh mắt u buồn nhìn vào những con tỏ he trên tay của đám bạn. Bất giác bà có chút động lòng, sực nhớ đến còn một con không đầu trong cái hộp gỗ. Bà mỉm cười đưa tay ngoắc nó lại gần rồi nói: "Con ngồi chờ bà chút xíu, để bà nặn con khác cho nè." Dứt lời bà thoăn thoắt ngồi xuống bắt đầu lấy cục bột ra nhào nặn theo sở trường. Chẳng mấy chốc dưới bàn tay khéo léo của mình, bà đã hoàn thành một con tỏ he mới bằng việc lấy phần đầu, vừa nhào nặn, nắp vào thân của con còn lại. Thằng bé thích lắm, nhìn con tỏ he mới cóng đẹp mắt làm cho mấy đứa nhóc kia phút chốc phải ganh tị, và tụi nhỏ càng mừng rỡ hơn khi được bà tặng cho mà không cần phải trả tiền. Cả đám đứng tụm lại nhau thổi te te, làm ồn đến nỗi một bà trong khu trọ đang phơi đồ cảm thấy khó chịu, liền dõng dạc lên tiếng chửi. Cả đám nghe thấy bà kia giận dữ thì liền cười ồ lên, kéo nhau bỏ chạy ra ngoài. Tối hôm ấy bà đang thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy tiếng lục đục ở bên ngoài. Bà mệt mỏi ngồi dậy quay sang thì thấy chồng vẫn còn đang ngủ, quay lưng về phía mình. Bà mặc kệ liền đứng lên tới bên cửa sổ mở ra xem ở bên ngoài đang có chuyện gì. Vừa đưa tay đẩy cửa sổ ra thì bất thình lình có một bàn tay đen nhẻm đẩy những móng vuốt sắc nhọn chụp lấy cổ tay bà. Theo quán tính bà hoảng hốt rụt tay lại, nhưng đã quá muộn. Nó kéo tay bà qua song sắt đến nỗi bà có cảm giác như bàn tay mình như sắp đứt lìa ra vậy, mặc cho bà đau đớn la hét trong tuyệt vọng. Ngay cái khoảnh khắc ngỡ là mình sắp chết, bà vô tình liếc mắt nhìn ra bên ngoài thì kinh hoàng khi thấy cái người đang giật cánh tay của mình. Toàn thân nó từ trên xuống dưới chỉ toàn là màu đen, nhưng ghê rợn hơn là nó không có cái đầu. Có lẽ vì quá hãi hùng trước cảnh tượng mình vừa trông thấy, bà lấy hết bình sinh choàng tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, miệng thở hồng hộc. Lão Đăng đang ngủ cũng vừa bị bà làm cho giật mình tỉnh giấc. Thấy vợ mặt mày tái mét, lão lấm lét nhìn bà rồi cằn nhằn: "Có cái chuyện gì mà bà la lối giữa đêm thế? Bộ không để yên cho tôi ngủ à?" Ông ơi, tôi vừa nằm mơ thấy ma ông ơi. Nó ghê lắm." Ma ư? Bơ vẩn, đi ngủ đi. Ma với cỏ làm mất giấc ngủ của tao." Nói đoạn, lão bỏ mặc bà ngồi ở đó sợ hãi, trong lòng thấp thỏm không yên. Bà chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại gặp cái giấc mơ ma quái này. Liệu nó có điềm báo gì chăng? Bà nhìn đồng hồ thấy mới hơn 3 giờ sáng thôi. Nhớ đến cái hình ảnh ma không đầu, bà khẽ rùng mình lắc đầu xua đi cái giấc mơ kinh dị ấy. Bà đứng lên bật đèn rón rén đi lại cửa sổ. Lần này cẩn thận hơn, bà mở chốt lấy khúc cây đẩy cánh cửa ra, như sợ cái bàn tay ma quỷ kia lại xuất hiện rồi bất ngờ chụp lấy cổ tay của bà. Ở bên ngoài, không gian hoàn toàn tĩnh mịch, không một tiếng động nào. Cảm thấy yên tâm, bà quyết định đi ra khu nhà vệ sinh tập thể để giải quyết, sau đó lại vào ngủ. May mắn thay, khoảng thời gian bà ở bên ngoài, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không có hiện tượng ma quái gì xảy ra. Sáng hôm sau, bà chuẩn bị xong cơm nước cho chồng rồi mới đi buôn bán. Bấy giờ bà đang nhào nặn thêm một số con tỏ he bà vừa nghĩ ra. Cho đến khi mở hộp gỗ ra lấy thêm bột màu, thì bất ngờ trông thấy một con tỏ he không đầu nằm chỉnh hình ở trong hộp. Bà thoáng rùng mình, chợt nhớ đến lúc sáng kiểm tra cái hộp có thấy nó đâu. Tại sao nó lại xuất hiện ở trong này? Bà run run tay cầm nó, nhìn tới nhìn lui thì thấy không có gì đặc biệt. Lạ một chỗ là nó không có đầu mà thôi. Đang trầm ngâm nhìn con tỏ he trên tay, thì ở bên kia đường, đám nhóc học sinh lại chạy ùa tới chỗ của bà. Chốc chốc tiếng cười nói của tụi trẻ vang lên một góc sân. Nhất thời bà vội gạt chuyện này sang một bên, miệng cười tươi, chào đón tụi trẻ đến xem hàng. Cũng như hôm qua, bữa nay bà bán rất đắt, loáng một cái thì cũng gần hết queo. Bà gật gù hài lòng, ngẫm nghĩ một hồi thấy vẫn còn sớm. Bà quyết định ngồi lại nhào nặn thêm số con nữa, tiện thể đem ra chợ bán nốt để kiếm thêm. Xong xuôi bà đứng lên thu dọn gian hàng chất lên xe. Chợt bà để ý đến cái con tỏ he không đầu kia đang nằm trơ vơ ở dưới đất, nửa muốn lấy nửa không. Và rồi bà lắc đầu để nó nằm ở đó rồi lên xe chạy đi.
Trong cái nắng chói chang đứng gió soi khắp mặt đường, bỗng dưng cái thân người của nó như có ai điều khiển, liền xoay người lại hướng về con đường mà bà đang chạy. Đến chiều, trong lúc bà Chi đi bán chưa về thì ở nhà, lão Đăng đang ngồi ở trước hiên hút thuốc. Xung quanh không hề có bóng một người nào, vì ai nấy đều đi làm chưa có trở về. Miệng lão ngậm điếu thuốc nhau mắt vì khói, sực nhớ đến chuyện con ma không đầu gặp ở ngoài kia, lão lại cảm thấy rùng mình. Tuy vậy, lão không kể cho vợ nghe vì nghĩ bà sẽ coi thường mình. Với một người độc đoán như lão, ngoài việc để cho người khác nể phục mình ra thì không bao giờ tỏ vẻ yếu đuối sợ hãi, vì lão xem cái điều đó là sự bạc nhược của một người đàn ông. Dù rằng cũng chính bà Chi nằm mơ thấy cái người không đầu y hệt như lão đã gặp. Thay vì đồng cảm trấn an vợ thì đằng này lão lại bác bỏ đi, cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng thì có chút hoang mang lắm. Ngay lúc lão đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên ở khu đất hoang có hàng rào chắn kẽm gai đối diện nhà trọ của lão. Từ phía xa xa cách chỗ lão tầm 50 bước chân, có một người đen xì xì đang ngồi trên cái gò đất bên cạnh là một ngôi mộ hoang. Hành động quái dị ấy của người đó bất ngờ đập vào mắt của lão Đăng. Vừa lúc lão hút xong điếu thuốc, thay vì đi vào nhà thì ngược lại, lão đứng lên ngẩng cao đầu, đưa mắt theo dõi cái người đó. Lão trong mày cảm thấy khó hiểu, không biết cái người đó là người hay ma. Giữa một khu đất hoang có cây tùm lại xuất hiện một cái người kỳ lạ như vậy. Cái người kia vẫn ngồi thơ thẩn ở đó không hề cử động gì, càng làm cho lão thấy khó chịu và tò mò hơn. Miệng lão lẩm bẩm một điều gì đó. Khi này lão định bước đến hàng rào dây gai để xem cho rõ hơn, thì vừa lúc đó ở ngoài con lộ, vài người trong khu trọ chạy xe đi làm về. Trong số đó có ông bạn nhậu của lão tên là Nam. Chợt ông thấy lão đứng ở giữa con đường đất, mắt hướng nhìn qua khu đất hoang như tìm kiếm thứ gì đó. Thấy lạ, ông Nam thắng xe lại gần chỗ lão Đăng rồi thắc mắc hỏi. Nè cha, khi không chạy ra đấy đứng giữa đường nhìn cái gì ở trong đó vậy? Lão nghe ông bạn hỏi thì ngơ ngác quay sang nhìn ông, rồi lại nhìn qua khu đất hoang lên tiếng đáp. Đâu, mới lúc nãy hình như tôi thấy có người ngồi trong khu đất đó nè. Mà xa quá tôi nhìn không có rõ là ai, nên tò mò đi lại gần xem đó mà. Hả? Trong đó có người sao? Ông có lộn không vậy? Khu đất hoang đó toàn mộ mả không à? Làm gì có ai đi vô đó chứ? Bộ xịn rồi hả cha? Nè, bữa nay tôi có mua 3 con khô mực. Nếu tối vợ chồng ông nghỉ sớm thì qua nhà tôi làm vài ly cho nó ấm bụng nghe. Lão Đăng nghe đến rượu thì liền vui vẻ đồng ý ngay. Từ hôm bữa tới giờ lão bị ám ảnh bởi hồn ma không đầu kia, chẳng dám ló mặt ra ngoài. Đến hôm nay lão mới cảm thấy tinh thần ổn định trở lại. Ông Nam thấy lão đồng ý thì mỉm cười, nói vài câu xã giao rồi cũng cho xe chạy vào khu trọ. Lão Đăng một lần nữa quay đầu lại nhìn ngó nghiêng vào khu đất trống. Nhưng lúc này ánh mặt trời tắt dần để nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Mọi cảnh vật bên trong bắt đầu nhá nhem, không còn trông rõ hình dạng được nữa. Kìa ông khỏe rồi sao? Trời sắp tối rồi ông ra đây làm gì vậy? Tôi ra đây để thư giãn gân cốt thôi mà, bà cứ hỏi lôi thôi. Mà nè, tối nay bà dọn quán bán một mình đi nha. Tôi qua nhà cha Nam bàn chút chuyện. Khi nào bán xong thì gọi tôi ra đẩy xe vào. Biết chưa? Bà Chi nghe chồng nói vậy thì chỉ thở dài lắc đầu rồi đi vào trong. Vì bà biết lão làm gì có việc riêng mà bàn, chẳng qua là kiếm cớ để qua nhà mấy ông bạn nhậu nhẹt mà thôi. Biết rồi bà cũng chẳng thèm quan tâm nữa, sợ nói ra lại bị lão nên xong hạch sách, hoặc tệ hơn là bị lão cho một cái bạt tai vì lại nhại khiến cho lão nhức đầu. Tối hôm ấy trong lúc bà Chi bán nước ở đầu hẻm, thì ở trong khu trọ lão Đăng đang nhậu nhẹt với các ông bạn. Tất cả kéo dài cho đến 10 giờ thì bắt đầu có sự lạ. Ông ơi, ra phụ tôi kéo xe vào với. Hỡ, mày bán xong rồi à? Sao lẹ vậy? Tao còn chưa uống đá nữa mà. Thôi, dẹp mày đi, chịu khó kéo một chút xíu là xong chứ gì. Nè, ông ra phụ bà ấy đẩy xe vào đi,
Ngay đầu hẻm thôi mà có xa xôi gì. Ông Nam nói đoạn thì nghiêng đầu sang nhìn bà Chi hỏi vọng ra. Chị Chi à, chị còn dư miếng cà phê nào không? Bán cho tôi một ly đi. Vâng, còn chú, một lát nữa tôi đem qua cho chú nha. Cảm ơn chị. Vừa cười, ông vừa thò tay vào túi quần lấy tiền ra trả cho bà. Sau đó thúc giục Lão Đăng đứng lên phụ bà đẩy xe hàng vào nhà. Lão thấy mấy ông bạn liền lên tiếng. Vừa cười, ông vừa thò tay vào túi quần lấy tiền ra trả cho bà. Sau đó thúc giục Lão Đăng đứng lên phụ bà đẩy xe hàng vào nhà. Lão thấy mấy ông bạn lên tiếng thì cũng đứng lên, mặt mũi hầm hầm đi ra ngoài. Trong lúc cùng vợ đẩy chiếc xe hàng vào con hẻm thì bất ngờ Lão thấy bên vệ đường tay phải có xác của một con mèo hoang bị mất hẳn cái đầu. Nhưng quái lạ hơn là không có một vệt máu nào ở đó. Tuy vậy Lão vẫn im lặng không nói cho vợ biết, cứ cắm cúi đẩy thật nhanh vào nhà. Thấy không còn việc gì nữa, Lão mới hí hửng chạy qua nhà của ông Nam để tiếp tục chén chú chén anh. Đến khi tiệc tàn thì cũng hơn 11 giờ. Do nhà trọ của ông nằm ở sát mép bờ mương, cách những dãy trọ khác một khoảng sân tương đối rộng, nên không sợ làm phiền đến hàng xóm xung quanh. Lúc này mọi người đều say mềm, bước thấp bước cao ai về nhà nấy. Lão Đăng trở về thấy vợ đang chuẩn bị những lớp bột nặn để sáng mai đi bán. Lão thấy vậy thì im lặng, đi lướt qua vợ rồi trèo lên giường nằm phè ra thẳng cứng. Thoáng chốc, Lão nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đúng vào đêm hôm ấy, Lão Đăng đang ngủ miên man, thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng mèo kêu lên rất thảm thiết, tựa như tiếng khóc nức nẻ của một đứa bé sơ sinh. Âm thanh ai oán ấy làm cho Lão giật mình mở choàng đôi mắt, ngỡ là mình nằm mơ. Lão không vội đứng dậy mà nằm đó lắng tai nghe cho kỹ. Thì một lần nữa, ở bên ngoài tiếng của con mèo lại kêu réo lên đến rợn tóc gáy. Biết không phải là mơ, Lão bực tức đứng lên bước ra ngoài định đuổi con mèo đi. Nhưng khi Lão vừa đẩy cửa ra thì lại không có con mèo nào. Ngược lại ngay trước cửa là một thân người trần trụi, có mỗi một cái quần đùi đang cắm cúi làm cái gì đó. Nghĩ là người ăn xin hoặc cái đứa thanh niên lêu lổng phá đám mình, bất giác Lão lên tiếng gắt gỏng. Tiền sư cái thằng ăn mày này, mày là ai mà dám ngồi trước cửa nhà tao hả? Cút đi nhanh không, không thể tao đánh cho què giò bây giờ. Sau câu chửi rủa ấy, cái người đó vẫn ngồi im không đứng lên, cũng không quay đầu lại nhìn, cứ như không để ý đến lời của Lão vậy. Cơn điên tiết càng dâng lên khiến cho Lão không nhịn được nữa, liền bước hẳn ra ngoài cửa, giơ chân lên định đá người kia một cái, thì bất thình lình người đó xoay lại. Lúc này cảnh tượng trước mặt mới thật sự làm cho Lão sợ xón cả ra quần. Đôi chân run run không còn đứng vững nữa, liền ngã nhòi người ra phía sau. Là vì khi cái người đó quay lại, Lão kinh hãi nhìn thấy cái nhân ảnh ấy. Nó không có cái đầu, trên tay còn đang cầm một con tò he không đầu. Tay còn lại là xác của một con mèo hoang. Đen nhẹm đã bị xé toạc cái đầu ra, máu nhiễu loang lổ khắp nền đất. Con quỷ từ từ đứng lên, đưa hai tay đẩy những móng vuốt sắc nhọn ra trước mặt Lão rồi gằn giọng nói. Âm thanh nghe lạnh người. Đầu của tao đâu? Cái đầu của tao đâu? Chốc chốc, vòng quỷ buông thõng xác con mèo và con tò he trên tay, nhảy vồ tới bóp lấy cổ Lão. Lão đang quá kinh hoàng, giật bắn người, ngồi dậy miệng hét lớn. Tuy nhiên bà Chi lại không bị tiếng la của chồng làm cho giật mình, mà ngược lại, bà dường như không nghe gì, không thấy gì, cứ ngủ say như chết, mặc cho Lão ngồi đó mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả người. Lão đang ngồi thở dốc để tự chấn an bản thân thì đột nhiên một cơn gió lạnh từ đâu lùa thốc vào trong nhà, làm cho Lão run lên cầm cập. Vội kéo tấm chăn lên để che người lại thì bất ngờ Lão nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ. Nghe kỹ lại thì đó là tiếng bản lề cánh cửa từ từ hé mở ra kêu lên ken két. Mặc dù biết chắc âm thanh ấy phát ra ở trong nhà, nhưng Lão lại không dám một mình đi xem xét, vì sợ chẳng may cái thứ ma quỷ kia lại xuất hiện bóp lấy cổ Lão. Bà ơi, dậy đi. Lão lại gọi đến 2-3 lần, nhưng bà Chi vẫn nằm im bất động, không hề có phản ứng.
Ở bên ngoài tiếng ken két mỗi lúc một rõ ràng hơn, khiến lão toát hết mồ hôi lạnh, tỉnh hẳn cả rìu. Vừa giận dữ vừa sợ, sau một lúc chần chừ thì khi này lão hít một hơi thật sâu, rồi đứng lên rón rén bước ra kiểm tra xem ai vừa đẩy cửa vào nhà mình. Ở bên bức vách ngăn cách với trước nhà, lão đang lấm lét nhìn ra ngoài thì bất ngờ sửng sốt khi thấy cái bóng đen đang đứng thơ thẩn trong nhà lách người qua lại, và dĩ nhiên nó không có cái đầu. Lão kiềm nén nỗi sợ hãi không dám thở mạnh, cố không phát ra tiếng động vì sợ cái thứ kinh dị kia biết lão đang theo dõi nó. Lúc này tầm hơn vài phút trôi qua, con quỷ không đầu mới lướt đi chậm rãi đến cái hộp gỗ nặn bột của bà Chi. Bất giác nó thò tay vô cổ họng, lấy ra một con tò he không đầu để vào trong hộp. Trong thoáng chốc nó tan biến thành làn khói đen, bay thẳng vào cái hộp, trả lại không gian tĩnh mịch trong nhà trọ. Sáng hôm sau, bà Chi chuẩn bị cơm nước đâu đó cho chồng rồi mới bắt đầu đi bán như thời khóa biểu. Nhưng khi bà vừa đẩy xe ra đến cửa, thì ngay lập tức lão Đăng từ trong nhà chạy nhanh ra, chụp lấy cái hộp gỗ để kiểm tra. Quả nhiên khi lão vừa nhìn vào bên trong hộp thì thấy có một con tò he không đầu. Lão nhanh tay lấy nó ra trước sự ngơ ngác của vợ. Vài giây sau bà mới kinh ngạc, xen lẫn chút sợ hãi vì nhìn nó rất giống với cái con mà bà đã bỏ lại ở ngay trường học. Bây giờ nó bất ngờ nằm trên tay của chồng, hỏi làm sao mà bà không lo sợ cho được. Sao ông biết trong hộp có nó? Bà đừng hỏi nữa, con này là ma là quỷ đó. Tối hôm qua tôi rõ ràng thấy nó chui vô trong cái hộp này. Bà nói tôi nghe coi, bà nặn nó hồi lúc nào vậy? Vừa hỏi, lão vừa đưa con tò he ra trước mặt để bà xem cho rõ. Bà Chi không dám nhìn thẳng vào nó, chỉ biết lấm lét nhìn sang bên cạnh, rồi buộc miệng đáp. Tôi không biết, mà hình như tôi thấy nó đến hai lần, đều nằm trong cái hộp gỗ đó. Còn chuyện tôi có nặn nó hay không thì tôi không có biết. Mày đó, có mỗi cái chuyện này thôi mà cũng không nhớ. Mày suýt hại chết tao rồi đó biết chưa? Nói đoạn, lão cầm lại con tò he không đầu trên tay, bước nhanh ra ngoài sân. Nhưng chợt khựng lại vì sực nhớ ra điều gì. Lão Đăng liền quay đầu lại can dặn. Mày ở lại đây, bữa nay không đi bán đi buôn gì hết đó. Đưa tao chiếc xe, tao chạy qua đây một lát. Nhớ đó, ở yên trong nhà nghe chưa? Dứt lời, lão nhanh chân dắt chiếc xe ra ngoài đường trèo lên chạy đi. Bà Chi cũng chạy ra đứng bên vệ đường lo lắng dõi theo. Không biết lão định đi đâu mà gấp gáp như vậy. Liệu có chuyện gì đó sắp xảy ra hay không? Bà thấp thỏm đi tới đi lui trước sân của khu trọ. Một vài bà hàng xóm trông thấy hành động kỳ lạ của bà thì tò mò gác công việc của mình lại đi tới hỏi thăm. Nghe xong câu chuyện bà kể thì có người bật cười trêu chọc, nhưng lại có một bà lớn hơn bà Chi 8 tuổi tên là Hên. Bà chợt nhớ đến chuyện gì đó, gương mặt có chút hoang mang, liền kéo tay bà Chi đi vào nhà đóng cửa lại. Hai bà hàng xóm khác thấy lạ, nhưng sau cùng thấy chuyện không liên quan đến mình thì cũng kéo nhau quay về chuẩn bị đi làm. Ở trong nhà, bà Hên thấy mấy người kia đi rồi thì mới quay lại ngồi xuống ghế rồi bắt đầu hỏi chuyện. Thím nói sao? Thím kể lại chuyện thím thấy cái con tò he đó cho tôi nghe coi. Hình như là tôi cũng có thấy nó qua rồi thì phải, mà tôi cũng không nhớ rõ lắm có phải là hay không. Đoạn bà Chi thở dài náo nuột, lặng lặng ngồi xuống ghế rồi trầm giọng kể lại câu chuyện của mình thêm một lần nữa. Tuy rằng từ trước tới nay bà vẫn đi buôn đi bán bình thường, không có sự lạ gì xảy ra, ngoại trừ cái con tò he không đầu kia bỗng dưng liên tục xuất hiện ở trong hộp gỗ của bà. Lại thêm dạo thời gian gần đây, bà bỗng cảm thấy bất an, nơm nớp lo sợ một điều gì lắm, nhưng bản thân bà lại không biết mình đang lo lắng vì chuyện gì. Sau khi nghe xong câu chuyện của bà Chi vừa kể, thì lần này đến lượt bà Hên lại tỏ vẻ hoang mang. Bà trầm ngâm, tay xoay xoay ly nước như cố gắng nhớ lại một chuyện gì đó mà từ rất lâu rồi bà không còn nhìn thấy nữa. Bà Chi ngơ ngác nhìn bà hàng xóm với cặp mắt khó hiểu. Vài phút sau như sực nhớ câu chuyện,
thì bà Hên liền đưa nước lên uống một ngụm, rồi nói: Ờ, tôi nhớ rồi. Mà cái chuyện này tôi không biết là tím có tin hay không, nhưng nó có liên quan đến ma quỷ ở cái khu này mình đang sống nè. Nếu tím muốn nghe thì tôi mới kể, chứ không thì khó nói lắm. Vâng, thì chị cứ nói đi, tôi đang nghe đây nè. Chị làm tôi sốt ruột quá. Khi này bà Hên mới gật gù, đưa ly nước lên uống cạn, rồi mới bắt đầu kể về một câu chuyện đã xảy ra ở trong khu xóm này lâu lắm rồi. Cách đây 20 năm, khi mà vợ chồng bà Chi còn đang ở ngoài Bắc, khu trọ này tại thời điểm đó nhà cửa thì thưa thớt, dân cư đa phần là người nhập cư vào làm ăn sinh sống, chủ yếu là nhà tranh vách lá mà thôi. Cách nhau khá xa mới có một căn nhà. Tại khu vực này, chính xác hơn là trong miếng đất của dãy trọ, đã từng có hai cha con cũng từ ngoài Bắc đến đây dựng nhà sinh sống. Người con trai khi ấy tên Sương, tuổi đã 25 rồi, nhưng không lo làm ăn mà suốt ngày nhậu nhẹt. Tính cách hổ báo của anh ta hệt như là Lão Đăng, chồng của bà Chi đây. Còn người cha thì tên Đờn, nhận cái thuê quốc mướn, thỉnh thoảng còn nặn ra những con tỏ he đem ra chợ huyện bán, nhưng thu nhập cũng chả có bao nhiêu. Cuộc sống hai cha con cứ phải kéo dài cho đến một năm sau, thì bất ngờ tai họa ập đến với Sương khi anh đang từ nhà của người bạn nhậu nhẹt trở về. Tối hôm ấy, trên con đường đất gập ghềnh không một chút ánh sáng, xung quanh trời tối đen như mực, Sương lúc này chạy chiếc xe đạp cà tàng, tay lái ngả nghiêng, miệng hát hò một bài đồng dao. Bỗng từ đâu trong bụi rậm bên tay phải, có ba tên cướp bất ngờ xông ra. Một tên nhanh chân đá bánh xe sau, làm cho Sương mất thăng bằng, ngã nhào cả người lẫn xe xuống đất. Phần vì say xỉn, phần vì ngã đau, nhất thời anh không ngồi dậy được. Ở phía sau, tiếng cười nói của ba tên cướp vẫn vang lên, anh nghe rõ lắm. Chợt có một gã cất tiếng hỏi: Đại ca, nhìn thằng này bẩn quá, chắc trong người nó không có bao nhiêu tiền đâu. Kệ mẹ nó, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chiếc xe đạp này nhìn cũng đủ cho mình một bữa nhậu rồi. Lẹ lên tụi bay. Nói đoạn, tên đại ca kia ra lệnh cho đàn em cướp lấy chiếc xe, còn gã thì chạy lại giơ chân ghì chặt Sương xuống, hai tay mò mẫm túi quần lấy bất cứ thứ gì mà gã chụp được. Tuy nhiên, ngay lúc tên đại ca đang chấn lột, anh bất ngờ xoay người lại đạp cho gã một cái té nhào ra sau. Nhân cơ hội, anh chồm dậy định bỏ chạy nhưng không được. Tên đại ca kia đã nhanh tay chụp lấy cục đá lớn ném thẳng trúng vào đầu anh. Máu cũng từ đó bắn ra, làm cho anh choáng váng té nhào xuống đất. Đại ca, xong chưa? Mình đi nhanh lên, coi chừng người khu này phát hiện ra đó. Nghe hai tên đàn em giục chạy, gã vẫn giữ bình tĩnh nhìn Sương vật vã dưới đất, tay ôm đầu rớm máu kêu la đau đớn. Sợ bị người khu này nghe thấy, thay vì nghe theo lời hai tên đàn em, thì gã hừng hực rút con dao to bảng, kẹp lưng quần ra, chạy lại chỗ Sương. Gã vừa lôi anh đi, vừa quay sang thúc giục: Tụi bây đứng đó làm cái gì? Mau qua đây phụ tao, lôi nó vô trong coi nào. Khi này hai tên đàn em liền làm theo lời của gã. Ba tên cướp nhanh chóng kéo Sương cùng với chiếc xe đạp vào sâu trong một khu đất cây cối tùm. Tại đây, anh đã bị ba tên cướp ra tay sát hại. Tàn độc hơn là tên đại ca máu lạnh kia còn dùng con dao cắt lấy đầu của anh đem đi phi tang, vì sợ anh sẽ báo với chính quyền. Đến chiều hôm sau thì có người trong khu xóm phát hiện ra xác của Sương. Qua bộ quần áo và vóc dáng thì ông Đờn khẳng định thân xác này của con trai mình. Hơn 2 tháng sau, kể từ lúc Sương bị giết hại, ông Đờn cứ như người mất hồn, cứ thơ thẩn đi ra đi vào trong nhà. Đến tối thì lại mò ra khu nghĩa địa trong xóm ngủ cạnh ngôi mộ của con. Cho đến một hôm, những người trong xóm không thấy ông đâu cả. Tìm ở khu nghĩa địa, mọi người chỉ thấy có một con tò he không đầu đặt trước mộ Sương mà thôi. Bên cạnh đó còn dư một phần đầu vẫn đang nặn dở dang. Nhưng kể từ hôm đó, ông Đờn không còn trở về nữa. Căn nhà mà hai cha con ông đang ở sau này được người ta đập đi, xây thành những dãy trọ như bây giờ. Bẵng đi một thời gian sau, khi ông Đờn bỏ đi, những người trong vùng đó thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rên rỉ đến ai oán phát ra từ khu nghĩa địa. Có người còn khẳng định rằng
chính mắt họ thấy có một cái bóng đen lướt qua lướt lại xung quanh những ngôi mộ. Điều kinh dị khiến cho họ sợ hãi hơn đó là nó không có cái đầu. Ngay thời điểm ấy cũng không có ít người đã bị con quỷ không đầu kia dọa cho chết khiếp. Có người vì kinh hãi quá đứng tim mà chết. Cứ vậy qua một thời gian sau, ai nấy đều sợ hãi mà dọn đi nơi khác sinh sống. Tuy nhiên, điều làm cho mọi người khó hiểu hơn cả là mỗi lần con quỷ ấy xuất hiện ở đâu thì ngay tại đó lại có một con tò he không đầu. Chính bà Hên đây tuy chưa bao giờ thấy con quỷ ấy, nhưng chính mắt bà đã có lần chứng kiến những người bị con quỷ ấy hù dọa. Bên cạnh họ là một con tò he không có đầu. Kể đến đây, bà khuyên bà Chi nên tìm một ông thầy cao tay nào đó để giúp đỡ. Trước khi quay về, bà còn chỉ tay về phía khu đất hoang đối diện khu trọ, nơi mà khi xưa xác của Sương được chôn cất tại đó. Bà Chi nhìn theo hướng tay bà Hên chỉ, vì vợ chồng bà sống ở đây cũng đã lâu nên không còn lạ lẫm gì. Nhưng riêng một số ngôi mộ hoang vẫn còn nằm trong đó thì vợ chồng bà không biết là của ai nên không quan tâm lắm. Đến khi nghe xong câu chuyện, trong lúc bà Hên đang xỏ dép định quay về thì bất ngờ bà gọi với lại rồi hỏi: "Kể chị Hên, cho tôi hỏi cái này được không?" "Hả? Bộ có chuyện gì không ổn sao thím?" "Ờ, không. Tôi chỉ muốn hỏi là những người ở đây bộ không sợ hay sao mà còn ở lại vậy?" "Tôi cũng không biết nữa. Mà sau cái vụ thằng Sương hiện hồn về quậy phá mọi người ở đây đó, ai cũng bỏ đi hết. Sau này cái dãy trọ đây xây xong thì không còn ai thấy nó nữa. Nói thiệt với thím chứ, tôi mà thấy nó chắc tôi cũng dọn đi lâu rồi. Sợ thế bà luôn vậy đó." Bà Trinh nghe vậy thì ậm ừ, miệng nở nụ cười cảm ơn bà Hên. Thấy bà ta đi rồi, bà mới quay vào nhà chuẩn bị cơm nước cho chồng vì trời cũng gần trưa rồi. Trong khi ở nhà hai bà đang trò chuyện thì ở trong một con hẻm nhỏ cách khu xóm của vợ chồng bà không xa, lão Đăng đang ngồi thuật lại câu chuyện ma quái xảy ra trong nhà của mình cho ông thầy cúng nghe. Ông ta dáng người thấp bé, da ngăm đen, tóc xoăn, khổ nỗi hàm răng lúc nào cũng ám vàng vì thuốc lá. Tuy nhiên ông ta lại là phường lừa đảo, lợi dụng bản thân mình có người âm nhập vào cho biết chuyện tương lai. Nhưng ông ta lại nói sai nhiều hơn là đúng. Dù vậy chẳng hiểu sao mà vẫn có nhiều người đến để nhờ ông ta xem giúp hoặc cúng kiếng, và lão Đăng cũng không ngoại lệ. "Vậy thì nhà ông có người âm quậy phá rồi đó. Nếu ông mà không mau cúng kiếng cho nó đi, tôi sợ nó sẽ hại chết vợ chồng ông đó. Nhưng mà tiền làm lễ thì giá hơi cao à nghe." "Dạ, vợ chồng tôi xin nhờ thầy giúp cho ạ. Bao nhiêu tiền cũng được. Chứ đêm qua tôi bị nó nhát muốn đứng tìm chết luôn vậy đó thầy." "Thì đó, tôi nói rồi. Con ma ấy nó dữ lắm, phải cúng kiến nhiều cho nó thì mới được. Nhưng thôi, niệm tình ông có lòng nhờ cậy đến tôi lấy rẻ thôi." Đoạn ông thầy liền giơ bốn ngón tay, lão Đăng ngơ ngác nhìn một hồi, nhưng không hiểu ông ta đang ra hiệu điều gì. Thấy lão Đăng có vẻ thắc mắc, chợt ông thầy liền bật cười rồi nói: "400.000, nếu ông đưa tôi đủ số tiền thì tôi mua đồ lễ cúng giùm ông luôn. Xin con ma đó nó bỏ qua cho gia đình của ông." "400.000 sao thầy?" "Dạ, thầy có thể nào bớt một chút cho tôi được không ạ?" 400.000 chỉ là tiền mua đồ lễ thôi, chứ tôi có lấy tiền công xe cộ hay gì thêm của ông đâu. Nếu mà ông không chịu cái giá này thì thôi vậy. Xin lỗi, tôi không giúp gì được rồi. Ông đi tìm thầy khác đi." Nói đến đây ông ta vội đứng lên định bước ra sau nhà, nhưng ngay lúc đó lão Đăng liền gọi với lại: Kìa thầy, đừng có đi mà." Được rồi, tôi đồng ý cái giá đó. Nhưng ông có chắc là đuổi được con ma đó đi hay không? Nó mà còn quay lại đó thì tôi bắt đền ông đó nha." "Ông yên tâm đi, không có chuyện gì mà làm khó được tôi đâu. Tôi không cúng thì thôi, nếu mà cúng thì mọi chuyện coi như giải quyết xong." Lão Đăng nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào, liền thò tay vào túi quần lấy ra vài tờ tiền.
Đếm đi đếm lại thì chỉ có hơn 300 ngàn mà thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, lão lấm lét nhìn ông thầy giây lát rồi mới quyết định năn nỉ ông ta cho mình về nhà chuẩn bị thêm tiền. Ông thầy cũng mỉm cười đồng ý rồi vui vẻ tiến lão ra đến cửa. Đứng nhìn ngó thêm một lúc, bất giác ánh mắt ông thầy chợt nheo lại, như thể đang nghĩ ra một điều gì đó. Chiều hôm ấy, ông thầy cũng y hẹn có mặt ở nhà trọ. Ông bà Chi vui mừng đón tiếp ông từ ngoài sân, nhưng vấp phải sự phản đối của ông Mười, chủ nhà trọ. Mặc dù trước đó ông Mười cứ ngỡ là bà con của hai người đến thăm mà thôi, nhưng sau một lúc dò xét thấy cử chỉ lấm lét của ông thầy cúng cùng với một số đồ lễ, tra hỏi ra thì ông biết được sự việc. Thay vì cứ tiếp tục để ông thầy vào nhà cúng kiếng, thì đằng này ông Mười kiên quyết từ chối, vì theo như ông nói, đúng thật là trước kia ông cũng từng nghe một số dân địa phương kể lại có một con quỷ không đầu ở khu này. Ban đầu ông cũng hoang mang lắm, nhưng sau thấy mọi chuyện vẫn bình thường nên thôi, không gọi thầy hay sư đến chụp vong nữa. Này thấy vợ chồng ông bà Chi mời thầy cúng về thì ông lại tỏ ra khó chịu, vì sợ người trong khu trọ hoang mang sợ hãi mà dọn đi nơi khác, ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ông. Sau cùng thấy ông Mười vẫn không đồng ý cho thầy cúng vào nhà, vợ chồng bà Chi và ông thầy buộc phải chọn khu đất hoang đối diện dãy trọ để làm lễ cúng mà thôi. Bấy giờ thấy trời cũng gần sập tối, bà Chi được lão Đăng bảo ở nhà, còn lão và ông thầy thì đem đồ lễ luồn qua hàng rào kẽm gai đã bị mục sét để chui vào trong. Vừa đi, lão vừa lấm lét nhìn về phía những ngôi mộ hoang đang dần đắm chìm vào trong bóng tối, nơi mà hôm qua lão vô tình nhìn thấy cái bóng đen kỳ lạ. Càng vào bên trong thì nhiệt độ và cơn gió lạnh mỗi lúc thổi mạnh hơn, làm những hàng cây trong khu đất hoang kêu lên xào xạc. Bây giờ thì mình làm gì tiếp hả thầy? Ở góc bên kia có chỗ trống kìa thầy, hay mình qua đó bày đồ cúng ra đi. Ông thầy nhìn theo hướng tay của lão đang chỉ, thì đúng là ngay gốc cây trứng cá có một khoảng đất trống ít cỏ dại, liền đồng ý ngay. Đoạn cả hai ông ung dung ôm đồ lễ đến gần cây trứng cá phía trước. Trong khi đó ở bên ngoài, bà Chi hồi hộp đứng ngóng theo, hy vọng là chồng bà không xảy ra chuyện gì. Một số người trong khu trọ trước đó cũng tò mò dõi theo. Có người quá hiếu kỳ liền lén nút đi theo sau lưng, nương theo đám bụi cỏ lau tránh cho lão Đăng và ông thầy phát hiện ra mình. Khi này cả hai ông cùng nhau bày đồ cúng xuống đất. Ông thầy mò mẫm tìm vài cục gạch để sẵn bên cạnh. Sau đó ông đốt lên một bó nhang trầm màu đen cắm thẳng xuống đất, rồi lấy gạch che chắn lại. Bất giác ông thầy quay sang nhìn lão Đăng rồi gấp gáp nói: "Bây giờ ông lại đây quỳ xuống cùng với tôi. Một lát nữa tôi khấn đến đầu thì ông bắt chước làm theo, nghe chưa? Ông mà không làm theo thì nó tưởng ông không có thành tâm thì mệt à." "Dạ dạ tôi biết rồi, thầy bảo sao tôi sẽ làm theo mà." Ông thầy cúng nheo mắt nhìn lão ậm ừ rồi bắt đầu đốt thêm 6 cây nhang, đưa cho lão 3 cây rồi bắt đầu khấn vái. Cứ vậy gần 5 phút trôi qua, lão Đăng liên tiếp khấn theo những gì mà ông thầy nói. Chờ cho ông đổ 3 ly rượu xuống đất, cả hai mới cắm nhang xuống đất. Lúc này ông ra lệnh cho lão Thành Tâm ngồi đốt hết giấy tiền vàng bạc, còn ông thì đi rắc gạo muối xung quanh đó. Rắc xong thì ông thấy trời đang tối dần, cách 10 bước chân thì đã không nhìn rõ cảnh vật rồi. "Nè ông, tranh thủ đốt nhanh lên còn rời khỏi đây nữa, ở lại lâu quá không tốt đâu ạ." Nói đoạn ông cũng nhanh chân bước lại ngồi xuống phụ lão Đăng đốt cho nhanh, miệng cứ khấn thầm câu gì đó mà lão nghe không rõ. Ngọn lửa lúc này vẫn đang cháy phừng phực thắp sáng cả một mảnh đất. Bất giác lão Đăng nghe như có tiếng cười ồm ồm đâu đó vang lên bên tai. Lão chợt ngẩng mặt lên đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. "Thầy ơi, mấy nãy thầy có nghe tiếng gì không? Hình như tôi vừa mới nghe có ai đó đang cười thì phải." Ông thầy nghe vậy thì cũng khựng lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Ba bốn người trong xóm trọ tưởng hai ông phát hiện ra thì liền giật mình thụt lùi về sau, rồi rón rén rời khỏi đây, vì từ đầu đến cuối không ai nhìn thấy có gì lạ cả. Ở lại nữa chỉ tốn thời gian mà thôi. "Tôi có nghe thấy cái gì đâu, chắc ông nghe lầm thôi. Mặc kệ đi, nhanh nhanh rồi đi khỏi đây nữa, tôi cúng xong hết rồi."
Vài phút sau, khi này cả hai vừa định đứng lên rời đi thì bất thình lình có một tiếng rên rỉ kéo dài vang lên, rồi tiếp theo sau là một tràng cười vang vọng khắp khu đất hoang, và cái bóng người đen thui, hay nói đúng hơn là con quỷ không đầu, đang từ trong bóng tối phía sau những ngôi mộ hoang từ từ hiện ra, đưa hai cánh tay đầy lông lá và 10 đầu ngón tay đen đúa nhọn hoắt lướt tới gần như muốn chụp lấy hai người phía trước vậy. Lão Đăng chợt thấy vậy thì liền hốt hoảng nắm lấy vạt áo ông thầy, miệng u ớ kêu lên: thầy ơi, nó lại hiện ra kia kìa. Ông thầy cũng vừa nhìn thấy nhưng cứ nghĩ rằng chắc là cái đứa bụi đời hoặc cá nghiện ngập nào đó chọc phá mình thôi, vì bản thân ông cũng chưa một lần tận mắt chứng kiến ma quỷ hiện hình bao giờ. Chợt ông khom xuống đất, nhặt một nhánh cây lên, chỉ về phía con quỷ kia hùng hổ nói: Má nó, mày là thằng nào mà dám giả ma giả quỷ hù dọa tao hả? Có biến đi hay không? Hay là muốn tao báo công an còng đầu tụi mày hả? Con quỷ vẫn không để ý tới lời của ông thầy nói. Nó cứ lướt tới cho đến khi lão Đăng quá sợ hãi không nhịn được nữa, liền bước nhanh lại vỗ mạnh lên vai ông thầy rồi thúc giục: Thôi đi ông nội, nó là ma thiệt đó, thằng xì ke hút chích nào ở đây, chạy lẹ đi cha. Lão vừa nói xong, mặc kệ ông ta có nghe hay không, nhưng riêng lão thì bỏ của chạy lấy người, giữ mạng mình trước cho chắc ăn. Bấy giờ ông thầy như bừng tỉnh, cố nhau mắt nhìn cái bóng đen đang lướt tới gần mình thì mới hoảng hốt khi thấy rõ nhân dạng của nó. Nhưng vì đây là lần đầu tiên ông chạm trán một cái vong quỷ không đầu gây rợn như vậy, chốc chốc ông e dè, người toát mồ hôi lạnh. Sẵn có biết chút câu chú ngữ, ông run run khom xuống chụp lấy những bó nhang còn đang cháy dở, đưa thẳng ra trước mặt cái con quỷ không đầu đó rồi nói như ra lệnh: Nghiệp chướng, thấy tao ở đây còn không mau đứng lại. Nhưng con quỷ dường như không nghe lời của ông nói, nó cứ vậy mà lướt tới. Thoang thoảng đâu đó ông còn ngửi thấy gió cái mùi hôi thối như xác chết xộc thẳng lên mũi của mình. Thấy con quỷ không nghe lời mình mà ngược lại nó còn cười khủng khục, âm thanh phát ra từ trong cổ họng nghe đến rợn người: Mày giỏi lắm, chờ ta một lát. Nói xong ông nhanh tay lấy ra một cái bát quái cùng với lá bùa hình tam giác. Đoạn ông ném thẳng lá bùa về người nó. Thấy con quỷ không chút hề hấn gì, ông đun đun giơ cái quai lên chiếu thẳng vào nó nhưng cũng không xong. Thất kinh, ông tiếp tục khom người xuống, nhặt những cục đá lên, cứ thế mà ném mạnh vào người của nó. Thế nhưng những viên đá kia lại bay xuyên qua người của con quỷ. Vừa lúc ông định rống lên kêu cứu thì chỉ với một cái chớp mắt, con quỷ không đầu đã đứng sát chỗ ông, đưa cánh tay đầy lông lá của mình túm lấy áo ông thầy. Ông hoảng hồn lách người về phía sau té nhào xuống đất. Con quỷ thấy vậy thì hức hức lên mấy cái như trêu chọc ông. Tận dụng thời cơ nó lơ là, ông thầy xoay người ra sau lồm cồm bò dậy, rồi dùng hết tốc lực vọt khỏi khu đất hoang chạy thục mạng ra ngoài. Đã đến dãy trọ, vợ chồng bà Chi và mọi người thấy ông mặt mũi xanh như tàu chuối. Ông vừa thở dốc vừa sợ hãi đáp: Thôi, tôi sợ quá rồi, vợ chồng hai người tìm ông thầy khác đi. Dứt lời, ông thầy ba chân bốn cẳng chạy vọt ra khỏi con hẻm tăm tối rồi mất dạng đi sau một khúc rẽ, để lại vợ chồng lão Đăng đang xanh mặt đứng run rẩy. Một số người trong khu trọ dù rằng bán tín bán nghi về những gì mà lão vừa mới kể ban nãy, nay chứng kiến ông thầy cũng mặt cắt không còn hột máu bỏ chạy đi thì cũng hoang mang lắm. Nhưng để kiểm chứng sự thật là con quỷ không đồng ấy có thật hay là không thì chẳng một ai dám xung phong vào trong khu đất đó xem xét. Rồi giờ sao đây bà? Lỡ tối nay nó đến tìm tôi thì làm sao? Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, chẳng lẽ bỏ chỗ này mà đi. Nhưng đêm hôm biết tìm chỗ nào ngủ lại đây? Bà Chi vừa nói vừa lấm lét nhìn vào khu đất hoang tối tăm rờn rợn. Bất ngờ ánh mắt bà nhìn xuống đất thì thảng thốt kêu lên, lách người đứng ở phía sau một bà hàng xóm, tay chỉ xuống ấp úng nói: Kìa, cái con tò he không đầu, nó lại xuất hiện kìa bà. Mọi người giật mình bởi tiếng kêu của bà, nhưng rồi mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn xuống đất. Ngay dưới lớp cỏ dại khô héo,
đúng thật là có một con tò he đang nằm chờ vợ ở đó. Mà lần này nó còn cụt hẳn hai bàn tay, như muốn báo hiệu cho mọi người biết sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Lúc này ông Mười vừa đi đâu về, thấy mọi người đúng túm tụm lại một góc sân, miệng xôn xao không nghe rõ. Thấy lạ, ông liền tắt máy xe sát lại gần đám người, rồi ngơ ngác nói: "Ủa, giờ này mọi người không cơm nước gì đi, sao tự nhiên tụ tập ngoài này làm gì vậy?" Thấy ông chủ trọ hỏi, một anh thanh niên nhanh nhỏ lên tiếng trước: "Chú Mười, ông đang nói vừa mới thấy ma không đầu ở trong khu đất đó kìa. Cái ông thầy cúng cúng bỏ chạy luôn rồi." "Sao? Mày nói trong đó có ma không đầu hả?" "Tào lao vừa thôi mày. Tao sống ở đây biết bao lâu rồi, có nghe thấy con ma con quỷ gì ở đây đâu. Thôi, dẹp hết đi, ai về nhà nấy, ma cọ gì thời buổi này." Vừa nói, ông vừa xua tay bảo mọi người quay về nhà. Ông bà Chi lúc này vì quá hoang mang, cũng chẳng biết tìm ai để giúp đỡ. Nếu chẳng may tối nay con quỷ đó tìm đến đây thì biết phải làm thế nào. Ông Mười thấy vợ chồng bà Chi lo lắng, thay vì lại hỏi thăm tìm cách giúp đỡ, thì đằng này ông chẳng hề quan tâm mà dắt xe thẳng vô nhà mình đóng chặt cửa lại. Khi này lão đang nhìn con tò he đang nằm dưới đất mà không khỏi rùng mình sợ hãi, liền khom xuống chụp lấy nó vỏ nát quăng mạnh vào trong khu đất hoang, rồi thúc giục vợ đi nhanh vào nhà khóa chặt cửa lại, chờ sáng ngày mai sẽ tính tiếp. Đêm hôm nay thời gian trôi qua rất chậm, mới khoảng hơn 8 giờ thôi mà bên ngoài chẳng hề có tiếng cười nói của hàng xóm, ngay cả tiếng của những con ánh ương phía bên kia ruộng cũng đột nhiên nín bặt đi. Không gian xung quanh hệt như một cõi u minh vậy. Hai ông bà lúc này thấp thỏm chờ đợi, mong trời sáng thật nhanh. Bà Chi ngồi trên ghế chỉ biết cầu trời khấn Phật, mong cho vợ chồng bà tai qua nạn khỏi. Còn lão đang bây giờ vì quá kinh sợ khi nhớ đến cái hình ảnh con quỷ không đầu kia thì chỉ biết chùm chăn kín mít run rẩy. Chẳng biết chờ đợi được bao lâu, trời càng về khuya càng lạnh. Lão đang nằm co quắp không đắp mền, nhưng lão ngủ rất say. Có lẽ vì quá lo sợ và mệt mỏi nên lão thiếp đi chẳng hay biết gì. Bất giác một cơn gió lạnh thổi hắt qua làm cho lão run rẩy giật mình tỉnh giấc. Theo phản xạ, lão cố tìm lấy cái mền để đắp lên thân người đang rét buốt, nhưng mò mẫm mãi chả thấy cái mền đâu. Lão nửa tỉnh nửa mê, không hiểu vì sao trong nhà của mình đêm nay lại lạnh như thế này. Lão chẳng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh tối đen như mực. Chốc chốc lão giật mình đứng bật dậy, là vì lão nhận ra rằng mình đang nằm trên một bụi cỏ của một khu đất hoang. Cố định thần nhớ lại, chẳng phải mới đây lão vẫn còn đang ở trong nhà hay sao? Vậy thì ai đã đưa ra mình ra đây? Đang hoang mang suy nghĩ, bất thình lình từ sau lưng lão có một tiếng cười khủng khục vang lên đến lạnh người. Lão đang hoảng hốt, ánh mắt láo liền nhìn khắp lượt, rồi bất ngờ quỳ thụp xuống đất, hai tay chắp lại cầu xin: Thả cho tôi đi. Mấy người muốn gì tôi sẽ cúng cho mấy người mà. Đừng có làm hại tôi. Tôi van xin mấy người mà." Đáp lại câu nói đó của lão đăng là một giọng nói ma quái của con tò he không đầu từ phía sau đi tới: "Cái tao muốn chính là linh hồn của mày. Đưa nó cho tao, nhanh lên." Ngay khi con quỷ dứt lời thì lão đang xoay đầu lại, vừa trông thấy nó lão liền thất kinh kêu lên một tiếng, rồi cúi nạy nó như tế sao, hy vọng con quỷ tha chết cho mình. Nhưng có vẻ như nó không quan tâm đến lời cầu xin tha mạng của lão. Con tò he vẫn tiếp tục bước tới, dù bản thân được làm bằng bột khó có thể di chuyển được. Lão đang lúc này tim như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Lão sợ hãi, hai tay chống ra sau chân, đạp thụt lùi ra xa. Từ phía sau con tò he, một cái nhân ảnh không đầu quỷ dị càng hiện ra rõ hơn. Nó gầm gừ những âm thanh ghê rợn phát ra từ trong cổ họng. Con quỷ nhìn lão đang bất lực ngồi chờ chết khiến cho nó đắc ý. Chốc chốc nó đưa hai bàn tay đen đúa ra đầy móng vuốt sắc nhọn, chỉ trực vồ lấy người lão. Bất giác có một giọng nói mạnh mẽ dứt khoát cất lên giữa màn đêm thầm u: "Vong quỷ kia, mau dừng lại."
Lão Đăng nghe thấy âm thanh ấy tựa như phao cứu sinh lấy mạng mình. Tức thì lão liền quay đầu sang nhìn. Trước mặt lão là một người đàn bà mặc đồ lam, trên vai khoác một túi vải màu đen. Chạy theo sau lưng là bà vợ của lão, gương mặt lo lắng tột độ. Ông Máu chạy lại đây, sao còn ngồi thừ ra đó? Bộ ông muốn chết hả? Nhanh! Lão nghe bà thầy thúc giục thì bừng tỉnh khỏi u mê. Bà chân bốn cẳng chồm lên chạy lại đứng sau lưng của bà. Con quỷ thấy vậy thì gào thét lên như để thị uy, nhưng bà thầy vẫn không hề sợ hãi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào nó. Chợt bà quay đầu lại thúc giục: Hai người mau chạy về đi, mọi chuyện ở đây cứ để cho tôi giải quyết. Đi đi. Ông bà Chi nghe vậy thì chỉ biết gật đầu làm theo lời bà. Lão Đăng liền bảo bà cẩn thận, rồi cả hai lập tức dắt díu nhau chạy một mạch rời khỏi đây. Bà thầy lúc bấy giờ mới an tâm, quay đầu lại nhìn con quỷ định lên tiếng hỏi. Nhưng bất ngờ nó lướt nhanh tới chỗ bà, đưa hai bàn tay sắc nhọn tím tái vồ lấy. Cũng may bà phản xạ nhanh, liền lách người qua bên phải, tránh được những móng vuốt ấy. Bà từ từ lùi về sau, tay buông thõng cái túi vải xuống đất, chỉ thanh kiếm gỗ trước mặt con quỷ rồi hỏi: Yêu nghiệt, ngươi là ai? Tại sao lại muốn hại người vô tội? Nói mau. Con quỷ không đầu đứng lơ lửng, hướng thân người về phía bà rồi cười lên ghê rợn như muốn chế giễu. Bà thầy không chút dao động, miệng quát lớn thêm lần nữa: Nghiệp chướng, nói mau, hay muốn ta ra tay đánh tan hồn phách của ngươi? Đầu của tao, cái đầu của tao, trả đầu lại cho tao. Con quỷ nói đến đây thì gào thét điên dại, âm thanh như xé tan màn đêm. Nó không trả lời câu hỏi của bà, mà bất ngờ lướt nhanh đến cô loạn xạ móng vuốt định cào lấy bà. Bà thầy thủ thế đưa thanh kiếm gỗ ra trước để đánh chặn lại. Vừa đỡ, bà vừa thụt lùi ra phía sau, chân dẫm lên bụi cỏ nghe xào xạc. Khi này, con quỷ dồn bà đến một con mương. Bà quay đầu sang nhìn thấy thì lập tức dùng hết sức lực, dồn xuống bàn chân đứng khựng lại. Một bàn tay bà móc trong túi áo lấy ra một đạo bùa màu đỏ, phóng thẳng lên người của nó. Lá bùa nhanh chóng nổ lốp bốp, phát ra tia lửa, làm cho con quỷ đau đớn, hai tay của tứ tung lùi lại phía sau, nhất thời không dám hung hăng như lúc nãy nữa. Bà thầy khi này nhìn lên cổ tay của mình, thấy một vết chảy xước đến rướm máu. Tuy vậy, bà cũng cố nén chặt cơn đau, hàm răng nghiến vào nhau. Hóa ra con quỷ này cũng không dễ thu phục như bà nghĩ. Có thể vì oán niệm của nó quá lớn nên tâm tính mới tàn độc như vậy. Bà chưa kịp nghĩ ra cách đối phó với con quỷ thì bất ngờ nó vùng lên phóng nhanh lại chỗ bà. Từng luồng âm khí dày đặc trên người tỏa ra làm cho bà có chút e dè, nhất thời không dám đối mặt trực diện cùng với nó nữa. Với thân thủ nhạy bén, bà nhanh chóng lách người tránh né. Con quỷ biết bà có phần yếu thế thì càng điên cuồng tấn công, không cho bà có cơ hội phản công hay bỏ chạy. Sau vài lần tránh những cái móng vuốt sắc nhọn của nó, lúc này bà có phần xuống sức nhưng không dám lơ là. Bà nghĩ nếu không nhanh chóng tìm ra cách để chấn áp cái con quỷ này thì e là bản thân bà cũng không toàn mạng mà rời khỏi đây. Đang lúc suy nghĩ mất tập trung, bà bị con quỷ hất văng xuống đất, lòng bàn tay cọ sát vào cục đá sần sùi đến rớm máu. Chớp lấy cơ hội, con quỷ tự đắc cười lên một tràng quỷ dị rồi nói: Tên thầy pháp như mày mà cũng đòi bắt được tao sao? Rồi mày xem, tao sẽ ăn luôn linh hồn của mày, để coi còn tên thầy nào dám bắt tao nữa hay không. Dứt lời, con quỷ thoát ẩn thoát hiện, chỉ trong chớp mắt nó đã áp sát lại gần mặt bà. Ngay khi con quỷ đưa một bàn tay có 5 móng vuốt lên định chụp lấy đỉnh đầu thì bất ngờ có một luồng sáng màu vàng rực rỡ chiếu thẳng vào người, hất văng nó ra xa. Một bên tay bị nát bấy tỏa ra những luồng hắc khí đen ngòm bốc mùi tanh hôi. Hóa ra ánh sáng vàng vừa rồi đã cứu lấy mạng của bà là sợi dây chuyền đanh cọp của người cha quá cố để lại cho bà. Bà nhìn sợi nanh cọp ẩn hiện lên đó một thứ phù chú mờ ảo
bà tinh ý nhận ra liền gắng gượng chống thanh kiếm đứng lên, rồi dùng một tay chấm lấy máu trong lòng bàn tay kia, vẽ lên thanh kiếm một sắc lệnh, miệng thì niệm chú liên hồi. Chốc chốc thanh kiếm gỗ bỗng lóe sáng lên mờ ảo. Nhân lúc con quỷ vẫn chưa hồi phục khắc khí của mình, bà thầy nhanh chóng chạy đến hướng mũi kiếm, đâm thẳng vào người của con quỷ. Bà căng thẳng, mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt đẫm gương mặt, dù rằng cơn gió lạnh của buổi đêm đang không ngừng thổi mạnh. Con quỷ thấy bà xông đến, nó không những e sợ mà ngược lại càng hung hăng, miệng gào thét lớn hơn như đe dọa. Bà thầy vẫn không lùi bước, dùng hết sức lực chạy tới rồi đâm thẳng thanh kiếm gỗ vào người của nó. Con quỷ bất ngờ không kịp tránh né, lãnh chọn thanh kiếm đâm xuyên qua người. Nó gầm gừ tức giận, hai tay đưa ra định bấu chặt lấy tay của bà. Bà thầy cảnh giác liền buông tay ra. Bà nhanh chóng ngồi xuống, hai chân xếp bằng, tay bắt ấn miệng chỉ chú liên tục. Con quỷ nghe câu chú thì đau đớn cua tay loạn xạ, những luồng hắc khí trong người nó tỏa ra không ngớt, tan biến vào không trung. Bà niệm gấp gáp hơn, cho đến khi âm thanh gào thét con quỷ yếu dần rồi hóa thành những làn khói mờ ảo đen ngòm, tan biến đi không còn dấu vết gì nữa. Thanh kiếm gỗ đang cắm lên người con quỷ lơ lửng giữa không trung rồi tức khắc rơi xuống đất. Ánh sáng vàng thanh kiếm cũng theo những luồng hắc khí của con quỷ mà biến mất đi. Giờ đây không gian xung quanh đã trở lại bình thường, gió cũng đã ngừng thổi mạnh. Phía xa xa tiếng những con ếch ương cũng bắt đầu vang lên. Bà thầy mệt mỏi bước đến nhặt thanh kiếm lên, miệng thở hồng hộc để lấy lại sức. Bất giác bà nghe trong bụi cỏ lau có tiếng động thì chợt quay lại cất tiếng hỏi. Ai vậy? Sau câu hỏi ấy là 4-5 người trong khu trọ chạy nhanh tới, có cả vợ chồng ông bà Chi. Mọi người thấy bà, quần áo lấm lét bùn đất, người chảy xước khắp chỗ thì vừa lo vừa hoang mang đi nhanh lại dìu bà. Rồi một người đàn bà cất tiếng hỏi. Thầy ơi, thầy có sao không? Con quỷ nó đâu rồi thầy? Tôi không sao, mọi người yên tâm đi, con quỷ nó đã bị tiêu diệt rồi. Nói đến đây, bà kiệt sức ngất lịm đi. Mọi người lo lắng đưa bà về khu trọ để nghỉ ngơi cứu chữa. Ngay khi mọi người rời đi thì ở dưới đất cát, cái con tỏ he không đầu từ đâu xuất hiện. Nó bỗng dưng bốc cháy, lửa sáng phừng phực cho đến khi tan biến thành tro tàn bay theo ngọn gió. Chiều hôm sau, bà thầy tỉnh giấc trước sự vui mừng của mọi người. Lúc này ai nấy mới biết được bà thầy tên là Hai Mẫn, người ta hay gọi bà là thầy Mẫn. Sở dĩ bà biết được lão đang gặp nạn là vì đêm qua bà Hên chủ động dẫn bà Hai Mẫn đến khu trọ để gặp vợ chồng lão đang để giúp đỡ. Do bà Hên từ lâu xem bà Chi như là chị em, hai bà cũng nhiều lần giúp đỡ lẫn nhau. Tính cách bà Chi hiền lành, hết lòng vì chồng và bà con lối xóm nên bà Hên quý lắm. Này thấy chị em mình có chuyện, bà không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Ngay sau khi nghe lão Đăng kể lại chuyện con quỷ không đầu là có thật, bà tức tốc lấy xe chạy nhanh tới nhà của bà Hai Mẫn, một người thầy bà từng quen biết để nhờ giúp đỡ. Bản thân bà Mẫn xưa nay xem việc cứu người như cứu hỏa. Ngay sau khi nghe sơ qua sự việc của bà Chi thì bà gật đầu đồng ý ngay, lấy đồ nghề lên xe để bà Hên trở qua khu trọ. Nhưng khi đến nơi, hai bà gọi cửa mãi, nhưng vợ chồng lão như bị thuốc mê, ngủ say như chết, chẳng còn cách nào khác. Bà Hên đành dẫn bà Mẫn vào nhà của mình chờ sáng mai để qua hỏi chuyện. Nào ngờ đến nửa đêm thì xảy ra chuyện, cũng may là bà đến kịp để giải nguy. Ông bà Chi sau khi nghe bà thuật lại sự việc, biết con quỷ đã bị bà tiêu diệt rồi, bà Chi mừng rỡ khóc lóc quỳ xuống cảm ơn. Nhưng bà nhanh chóng dìu bà Chi đứng lên. Lão Đăng thì cầm một xấp tiền trên tay đưa trước mặt để hậu tạ. Bà Mẫn liền từ chối số tiền ấy, khuyên hai ông bà thường xuyên đi chùa làm việc thiện, coi như là báo đáp bà. Trước khi quay về nhà, bà Mẫn có làm một cái lễ để tẩy trần, loại bỏ những phần âm khí ở trong người của vợ chồng bà Chi ra, vì trước đó hai người đã từng gián tiếp với nó thông qua con tỏ he không đầu kia rồi. Kể từ sau sự việc ấy, lão Đăng cũng thay đổi tính cách của mình, không còn rượu chè bê tha nữa mà chú tâm làm ăn buôn bán phụ vợ của mình. Thời gian sau,
hai ông bà cũng tìm được một chỗ ở mới tốt hơn so với khu trọ lao động sập xệ trước đây của mình. Thế nhưng câu chuyện về con tò he không đầu kia cũng dần chìm vào quên lãng. Thỉnh thoảng nó vẫn được một số người ở xóm trọ cũ nhắc lại, cốt để những đứa trẻ bướng bỉnh không nghe lời phải ngoan hơn, ít đi chơi đêm mà thôi. Quý vị thân mến, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng với Duy Thuận của tác giả Vương Quyền. Và hãy để lại cho Thuận những bình luận, những comment của quý vị về cảm xúc sau khi nghe xong câu chuyện này quý vị nhé. Và tác giả Vương Quyền thì gắn bó với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm một thời gian khá lâu rồi. Và những tác phẩm của anh thì luôn luôn nhận được sự yêu mến cũng như ủng hộ của tất cả quý vị. Và thực sự Thuận không phải là người viết truyện chuyên nghiệp, nhưng mà bản thân Thuận cảm thấy rất là vui khi bất kể một cái người tác giả nào mà được quý vị đón nhận. Thuận biết là để viết ra một câu chuyện nó không phải là một cái chuyện đơn giản quý vị ạ. Phải mất rất là nhiều thời gian, công sức và đòi hỏi cái người tác giả phải là cái người mà có cái vốn hiểu biết về cuộc sống này, am hiểu về tâm linh này, cũng như có một cái vốn tử vững rất là nhiều thì mới có thể viết ra một câu chuyện hay được. Thế cho nên là Thuận tin là tất cả các tác giả, ví dụ người ta viết ra khoảng 10 câu chuyện thì không thể nào cả 10 câu chuyện có thể hay được. Nhưng mà phần lớn thì khoảng 7-8 câu chuyện có thể hay, còn 3 câu chuyện nó ở cái mức độ bình thường hoặc thậm chí là nó không được hay. Thì ví dụ nếu quý vị nào đón nghe một cái tác giả nào đó mà chuyên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm, lâu lâu có một cái câu chuyện thực sự nó chưa được hay cho lắm, nó chưa khiến cho quý vị hài lòng, thì quý vị cũng hãy thông cảm và bỏ qua. Bởi là không phải là làm lúc mình làm một cái việc gì đó không phải là lúc nào nó cũng hoàn hảo được, đúng không ạ? Phải có lúc này lúc kia. Đôi khi viết chuyện nữa nó lại còn phụ thuộc vào cái cảm xúc, cái cảm hứng của tác giả ở ngay cái thời điểm viết đó. Mình đã yêu mến một ai đó, mình đã yêu mến một người tác giả nào rồi thì đôi khi có những cái lỗi nhỏ hay đôi khi có những cái sai lầm của họ thì mình cũng chấp nhận và bỏ qua và tha thứ, đúng không ạ? Nên là Thuận hy vọng được rằng là quý vị sẽ luôn ủng hộ cho tất cả những người tác giả mà kênh Người Dẫn Đường Quê Âm đã hợp tác. Nên quý vị cứ comment, cứ nói lên cái bình luận, cái suy nghĩ của mình về giọng đọc của Thuận này, rồi về cả những người tác giả mà trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm hợp tác. Bởi vì cuối cùng, mục đích cuối cùng cũng chỉ là làm hài lòng tất cả quý vị mà thôi, quý vị nhá. Nên quý vị hãy đưa ra những nhận xét, những đánh giá, những bình luận, những comment mỗi khi mà đón nghe xong một câu chuyện nào đó. Đó chính là một cái niềm vinh hạnh, một cái niềm vui của Thuận và toàn bộ ekip. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Thuận nói có vẻ hơi nhiều rồi ha. Còn bây giờ thì xin kính chúc cho tất cả quý vị sẽ ngủ thật là ngon nhé. Và ngày mai 9 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm nha.